Xin chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài 48 trong quyển sách giáo khoa toán lớp 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Đó là bài đơn vị chục trăm nghìn. Vậy ở đây người ta có một thanh sô-cô-la bẻ được 10 miếng. Như vậy mỗi miếng nhỏ như thế này, đây người ta biểu diễn đây là một đơn vị, hai đơn vị, ba đơn vị, bốn đơn vị, chấm 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 cho đến 10 cái hình vuông bé bé này chính là 10 đơn vị. Và 10 đơn vị đây thì người ta, khi mà chúng ta có 10 đơn vị thì người ta viết là thành một chục. Tương tự ta có 10 thì sẽ đọc là một chục, 20 thì các em có thể hiểu đây là hai chục, 30 này, một chục này, hai chục này, ba chục này, 40 đúng không? Cứ 10 thì chúng ta đẹp là một chục, một chục, hai chục, ba chục, bốn chục. 100 thì chính là bằng 10 chục, 10 chục thì sẽ bằng 100. Tiếp theo, ở đây chúng ta có một cái khối này thì chúng ta có cứ một cái hình vuông này có 100 cái hình vuông bé thì đây người ta gọi là 100. Hai cái miếng như vậy, hai miếng giống nhau như vậy, cứ mỗi miếng này có 100 hình vuông bé thì đây hai miếng thì là 200. Đây chúng ta có 300. Và các em nhìn xuống ở phía dưới này thì chúng ta thấy có tất cả là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Có 100, 100 thì người ta sẽ đọc là bằng 1000. Nhớ nhá, 100 thì sẽ đọc là 1000. Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng đi sang cái phần hoạt động ở đây. Yêu cầu các bạn điền số vào phần hỏi chấm. Thì ở đây chúng ta có là đếm này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đúng không? Các bạn điền số 7. Ở đây thì các em sẽ thấy là cứ một cái hình vuông này thì sẽ có 100 ô vuông bé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy chúng ta có 10 này, rồi thêm một chục này, hai chục đúng không, ba chục, bốn chục, năm chục, sáu chục, bảy chục, tám chục, chín chục, và đây là sẽ là 100. Như vậy cứ một cái ô vuông này thì chúng ta, một cái ô vuông lớn bao gồm 100 cái ô vuông nhỏ thì đây sẽ là 100. Các em có viết vào thì dùng bút chì thôi nhé. Tiếp theo các em đếm ở đây, chúng ta có này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vậy các em đếm thêm thử này, chúng ta có 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Đúng không? Đếm lại nhá, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Như vậy cái này là 70 thôi. Đây, cứ một cái ô vuông lớn này, nó gồm 100 ô vuông nhỏ thì chúng ta sẽ đếm 100. 100, 200 này, 300 này, 400, 500. Như vậy cái này các em sẽ điền số 500. Tiếp theo nữa, các em đếm cứ một dãy như này chắc là có 10 đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vậy các em đếm nhé, 10 này, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Như vậy đây sẽ là 90. Đấy, cứ một dãy này có 10 thì đây là 10 này, 20 này, 30 này, 40 này, 50 này, 60 này, 70, 80, 90. Các bạn ghi số 90. Ở đây thì cứ một cái ô vuông lớn này gồm 100 ô vuông nhỏ thì ta có đây 100. Thêm đây nữa, 100, 200. Đây các bạn đếm có tất cả 100, 200, 300, 400, 500, 600. Như vậy cái này có 600. Tiếp theo, các em đếm cứ một cái ô vuông lớn này có 100 ô vuông nhỏ, chúng ta đếm 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 100. Và 100 thì chính là 1000. 1000 thì các anh sẽ viết số 1, phía sau sẽ là 3 chữ số 0. Như vậy là chúng ta đã vừa đi xong được cái phần hoạt động. Bây giờ cô và các bạn sẽ chuyển sang phần luyện tập. Chúng ta có bài tập số 1 như sau. Những bạn mà chưa xong cái phần hoạt động, các em dừng lại một chút làm cho xong phần hoạt động nhé. Sang phần luyện tập.
Mỗi khay bánh có 10 chiếc bánh, tức là trên này có 10 chiếc bánh. Hỏi có bao nhiêu? Nhìn vào hình A này chúng ta có mấy khay bánh ở đây? Chúng ta có một khay này, hai khay này. Như vậy ở đây có hai khay bánh. Như vậy cứ mỗi khay này có 10, 10 này thêm 10 nữa bằng 20 này. 10 với 10 nữa 20 đúng không? 10, 20. Như vậy có tất cả đây là 20 chiếc bánh. Tiếp theo sang ý B. Sang ý B các em đếm xem thử có tất cả mấy khay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy ở đây có 10 khay bánh. Mà cứ mỗi khay bánh này là có 10 chiếc. Như vậy chúng ta có 10 này, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Như vậy ở đây có tất cả là 100 chiếc bánh. Xong bài tập số 1, chuyển sang bài tập số 2. Những ai chưa xong bài tập số 1, các em hãy dừng lại, làm cho xong bài tập số 1 đi. Xong bài tập số 2 như sau. Mỗi lọ kẹo thì có 100 viên kẹo. Hỏi có bao nhiêu lọ kẹo ở đây? Hình A. Đây các em nhìn vào hình A thôi đã nhé. Còn cái này là của ý B nhé, chứ không phải là đếm tất cả đây đâu. Đếm của phần A thôi. Thì chúng ta có 1, 2, 3, 4. Như vậy ở đây là sẽ có 4 lọ kẹo. Mà mỗi lọ có 100 viên thì đây là 100, 200, 300, 400 viên kẹo. Như vậy ở hình A có tất cả là 400 viên kẹo. Sang hình B. Các em đếm con thử ở hình B này. Chúng ta chỉ đếm ở phần hình B thôi. Có bao nhiêu lọ kẹo ở đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Như vậy ở đây là có 7 lọ kẹo. Mà cứ một lọ kẹo này có 100 viên. Như vậy 100 này, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Như vậy có tất cả là 700 viên kẹo. Tiếp tục chuyển sang bài tập số 3. Những bạn nào chưa xong bài tập số 2, hãy dừng lại làm cho xong bài tập số 2 đi. Xong bài tập số 3 như sau. Số 39 này, chữ số, trong số có hai chữ số, thì chữ số hàng đầu, chữ số đầu tiên này, thì nó là chữ số hàng chục, như vậy có 3 chục. Chữ số đứng sau là chữ số hàng đơn vị, 9 đơn vị. Vậy 8 chục và 5 đơn vị thì các em sẽ viết là hàng chục phía trước, hàng đơn vị phía sau, 85. Tiếp theo, 4 chục, 4 chục và 1 đơn vị. Chữ số hàng chục các bạn viết trước, hàng đơn vị viết sau. Như vậy ở đây các bạn sẽ viết là số 41. Tiếp tục. 6 chục và 0 đơn vị. Chữ số hàng chục các bạn viết trước, hàng đơn vị các bạn viết sau. Như vậy chúng ta viết 60. 100, 0 chục, 0 đơn vị. Như vậy chúng ta có chữ số hàng trăm các bạn viết trước, 100. Không chục, không đơn vị. 9 chục và 9 đơn vị. 9 chục, 9 đơn vị. Vậy viết số 99. Như vậy các số các em viết ở đây là số 85, 41, 60, 100 và 99. Tiếp theo chúng ta chuyển sang bài tập số 4. Những bạn nào chưa xong hãy dừng một chút làm cho xong đi. Xong bài tập số 4 như sau. Biết một hộp nhỏ đựng 10 chiếc bánh. Cứ một hộp nhỏ đựng 10 chiếc bánh. Một hộp to, hộp nhỏ này đựng 10 chiếc này. Cứ mỗi hộp đựng 10 chiếc. Còn hộp to, mỗi hộp này đựng được 100 chiếc. Hôm qua, robot bán được 4 hộp to, tức là bán được bao nhiêu chiếc bánh? Cứ một hộp to bán được 100 chiếc. Như vậy, 4 hộp to thì sẽ là 100, rồi cộng với 100, cộng với 100, cộng với 100 đúng không? Như vậy chúng ta có 4 hộp to, vậy chúng ta có 100 này, 200 này, 300 này, 400 đúng không? Như vậy 4 hộp to thì sẽ bán được là 400 chiếc bánh. Đấy, 4 hộp to thì sẽ bán được là 400 chiếc bánh. Hôm nay robot bán được 8 hộp nhỏ, tức là bán được bao nhiêu chiếc bánh? Cứ một hộp nhỏ thì bán được 10 chiếc bánh. Như vậy 8 hộp nhỏ thì chúng ta sẽ bán được là, robot sẽ bán được là 80 chiếc bánh. Chúng ta sẽ có 8 hộp như thế này. Đấy, 8 hộp như thế này. Mà cứ một hộp như thế này là được 10. Thì em sẽ đếm
10 này, chúng ta có 8 hộp bé đúng không? 8 hộp bé mà cứ hộp bé là bán được 10 đúng không? Thì chúng ta sẽ đếm 10, 20, hộp thứ hai nữa là 20, hộp thứ ba nữa là bằng 30, hộp thứ tư là 40, hộp thứ năm nữa là sẽ được 50, hộp thứ sáu thì sẽ được là tổng là 60, hộp thứ bảy là được tổng 70 và hộp thứ 8 sẽ là 80. Cứ một hộp bán được 10, vậy 8 hộp sẽ bán được là 80 chiếc bánh. Như vậy trên đây cô và các bạn đã vừa đi xong được các bài tập của bài 48 ở trong quyển sách giáo khoa toán lớp 2 bộ sách kết nối kiến thức với cuộc sống. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Ủng hộ cô thì hãy giới thiệu các bạn của kem vào YouTube, chúng ta sẽ gõ từ khóa là kênh Mít Hạnh để vào xem các video ủng hộ cho cô. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, kem học sinh đã dành thời gian theo dõi video giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, kem học sinh ở các bài học tiếp theo.